Sẹo lồi to thì nên phẫu thuật loại bỏ sẹo hay là dùng băng dán ép steroid? Thì một bạn có hỏi mình như thế này à, chị ơi, sẹo lồi của em là sẹo lồi tai nạn là to, nó to lắm luôn á. Bây giờ em sợ đi phẫu thuật sẹo lắm, em cũng sợ tim lắm. Bây giờ em dùng băng dán ép này được không? Dùng băng dán ép này được không chị? Mình sẽ trả lời cho bạn đấy là được nha. Được, tuy nhiên là nó hiệu quả nó sẽ không cao, bởi vì cái sẹo của bạn đó phải nó được kích thước quá to đi. Một miếng này là 7,5 x 10 cm mà bạn đó chỉ dán hai lần là hết. Dán đúng hai lần là hết. Thì mình thấy là thực sự là nó không mang lại cái hiệu quả gì nhiều cho bạn ấy, nhưng mà bạn ấy lại sợ, sợ phẫu thuật, sợ tiêm. Cho nên là bạn ấy cũng có thể kiên trì sử dụng cái miếng dán này nha. Nếu những cái vì cái vùng bị sẹo của bạn ấy ở cái vùng da khuất ấy, thì bạn ấy có thể sử dụng kiên trì cái miếng dán này để thay cho các phương pháp kia mà bạn ấy sợ hãi. Tuy nhiên ấy, điều trị thì phải lâu hơn, lâu rất là nhiều lần, có thể là 3 năm, 4 năm nha. Tại vì một cái sẹo nó to như thế thì cái phương án hàng mà dán ép ngoài da như vậy thì nó phải cần gấp 2, gấp 3 lần so với người bình thường nha. Mua hàng thì mọi người bấm vào giỏ hàng bên dưới nha. Cảm ơn.